đấy. Cô nghĩ là cái hạng người như cô có thể làm quen được với tôi á? Anh bảo ai là bạn trợ, ai là du côn cơ? Anh có làm sao không ạ? Em vô ý quá. Anh em đó, anh em tại thế không như anh nhìn thấy. Chúng mày không trốn được khỏi cái đất này đâu. Bỏ con bé ra. Mày đánh vào đầu không? Ở đâu có bất công, ở đây có kim sói. Úi dồi. Xin lỗi anh. Đúng là cái loại mất dạy. Ê, cô em, lại đây. Sáng nay có việc hay sao mà đi vội thế? Xin lỗi anh, sáng nay tôi hơi bận nên là va phải anh. Cho dù lần sau gặp trai đẹp ấy thì đừng cố tình làm quen kiểu như thế. Sao? Anh nói gì cơ? Sau đấy cũ dích rồi. Tôi đã quá quen với cái kiểu làm quen rẻ tiền như cô rồi. Tôi chỉ là vô tình va phải anh thôi mà. Lại vô tình à? Tôi nói cho cô biết, lần sau có làm quen với ai ấy thì phải nhìn lại bản thân mình đi đã. Cô nghĩ cái loại người như cô ấy có dở trò gì đòi làm quen được với tôi á? Đừng có mơ nhá. Tôi đã nói lại với anh rồi, rằng là tôi không hề cố tình. Chẳng qua là vì tôi bận quá nên tôi va phải anh thôi. Cô bận á? Thế cô nhìn đi. Sáng ngày lúc va vào tôi ấy, cô đã làm xước giày của tôi. Cô biết là đôi giày của tôi bao nhiêu tiền không? Hả? Chỉ là một vết xước nhỏ. Đánh xi một cái là có thể mới ngay. Hay là tôi gọi người đánh giày đến cho anh nhé. Bình thường ấy, tôi không bao giờ chấp con gái cả. Nhưng mà cái loại con gái như cô ấy, trông thì bặm trợn, lại còn đầu đường xó chợ nữa. Cô nghĩ là cái hạng người như cô có thể làm quen được với tôi á? Hả? À, đền tiền đi. Anh bảo ai là bặm trợn, ai là du côn cơ? Tôi bảo cô đấy. Thì làm sao? Đôi giày này của tôi chục triệu đấy. Chục triệu đấy, cô biết chưa? Đôi giày này mà chục triệu. Cô nhìn tôi, trên người tôi toàn là hàng hiệu cả. Không bao giờ tôi dùng hàng fake. Nhìn anh trông có vẻ phô trương quá nhỉ. Tôi là người có tiền, tôi muốn mặc cái gì là quyền của tôi. Không đến lượt loại người như cô bình luận. Đền tiền đi. Không là đứng đây một lúc người khác người ta nhìn vào tưởng là tôi làm quen với cô ấy, xấu hổ lắm. Tôi biết giá trị của đôi giày này, nên là anh đừng có nói khống lên như thế. Cái loại người như cô thì biết cái gì. Nôn tiền ra đây. Nhìn lên. Được. Để xem ai mới là đứa phải nôn tiền. Mày, mày nhớ cái mặt tao đấy. Chồng được đấy. Em sang đi. Đứng đây chờ em một tí nhá. Ừ. Xinh chưa, xinh chưa? Xinh rồi, đợi anh nhìn có đổ nữa nè. Úi dồi, úi dồi. Cô gái, cô sao không? Tôi chết rồi, anh có làm sao không ạ? Em vô ý quá. Anh không sao cả. Người xinh đẹp như em ý va vào ấy có chục lần, anh cũng không sao cả. Anh vui tính quá. Anh nói thật mà. Anh tên Long. Em tên gì? Dạ, em tên là Thu. Rất vui được làm quen với anh. Nhưng mà trong trường hợp có hơi
Em làm sao thế? Em sao thế? Tôi chết rồi. Em đi giày cao gót quá nên ạ, chắc trẹo chân rồi ạ. Mà bây giờ em phải về nhà gấp có việc. Thế em đi bộ à? Dạ, em đi bộ ạ. Hay là để anh chở em về nhá? Như thế có phiền anh quá không ạ? Không sao đâu. Nào, để anh đưa em nhá. Cẩn thận nào. Nào, đi nhé. Từ từ thôi. Này, anh kia, anh làm trò gì đấy? Tại sao ngồi lên xe của tôi? Xe của anh à? Xin lỗi nhá. Thằng chó này, mày rảnh rỗi, mày hết việc à? Hả? À? Mày đi cặp kè các người có chồng con à? Hả? À? Bao nhiêu nghề đàng hoàng thì không chọn, tại sao lại đi chọn cái nghề trai bao? Anh ơi, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải là trai bao. Hiểu nhầm á? Đây là vợ của tao, nhá. Tao vất vả, tao đi làm kiếm tiền để nuôi vợ. Tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, tại sao mày không chọn con đường sống? Chồng ơi, anh em nói là anh em giải thích không cho anh nhìn thấy nữa. Im mồm. Cô đi lên xe, về nhà tôi với cô sẽ nói chuyện. Thu, tao chỉ lấy lại số tiền của tao thôi. Đi lên xe. Mày cẩn thận đấy, đừng để tao bắt gặp lần nữa. Chúng mày đi đâu? Cô là ai? Này cô, đây là chuyện nhà tôi, tin cô xía vào làm gì? Tao là ai ấy hả? Chó này, mày. Tao là đứa thích nhiều chuyện. Này, cô đi ra ngoài, cô có biết là chồng của tôi không ạ? Người không chứ? Anh có biết đôi này chuyên gia lừa lọc những kẻ có tiền như anh không? Anh lòng em nói, cô ta là kẻ lừa đảo, không phải những cô dân đời đâu. Bọn mày còn già mồm à? Gào lên đi. Bơ làn ơi, có người cướp vợ tôi, cướp tài sản, xong bây giờ lại còn gọi xã hội đen để đánh tôi nữa thế này. Ây ơi, bơ làn ơi. Chúng mày định lừa ai chứ hả? Tao đã theo dõi chúng mày lâu lắm rồi, nhưng chúng mày động đến đàn em của tao. Nhưng tôi không nghĩ người bị hại lần này lại là anh. Dù anh cũng chẳng tử tế gì, nhưng việc đúng sai thì cần phải rõ ràng. Nhưng mà tôi bị oan, tôi không phải là trai bao. Chính cô ta tiếp cận tôi, nhờ tôi đưa cô ta về, rồi họ gian cảnh cướp tài sản của tôi này. Này. Anh nói thì phải có bằng chứng rõ ràng nhá. Không phải thấy bọn này hiền lành mà lên mặt bắt nạt đâu. Sao? Chúng mày cần chứng cứ à? Trên chiếc xe này có giấy tờ đăng ký của anh Long và một danh thiếp của ông chủ tiệm vàng đấy. Cái dây chuyền mà mày vừa giật được lúc nãy có mã số của chủ tiệm vàng đấy. Mày có cần check lại không? Tôi xin nhận tội. Thì chẳng qua tôi nhìn thấy anh này đẹp trai mà có vẻ cũng mê gái đẹp, thế cho nên là bọn tôi mới dàn cảnh để cướp. Thằng khốn này, mày là tôi tao. Cả mày nữa, con khốn này, trông mày cũng không đến nỗi nào, nhưng mà tao không ngờ tâm địa mày lại bẩn thỉu như thế. Này, có trách ý thì trách anh mê gái đẹp lại còn thích phô trương. Nếu anh không phô trương anh làm tiền thì có thành đối tượng của chúng tôi không? Mày dám ca! Còn anh ấy, bớt khoe mẽ đi thiếu là không có gì hay ho đâu. Còn chúng mày ấy, chúng mày lo vào tù mà ăn năn hối cải đi. Lo cải tạo cho tốt mà nhận được sự khoan hồng của pháp luật, chúng mày không trốn được khỏi cái đất này đâu. Cút! Chuyện vừa rồi tôi cảm ơn cô nhé. Nếu như mà không có cô ấy, chắc là tôi bị mất tiền oan rồi, với lại còn bị đánh nữa.
tôi thật sự xin lỗi cô. Tôi xấu hổ lắm. Sao sáng giờ anh còn khinh thường tôi lắm à? À, tại vì là tôi nhìn cô thế này, tôi cứ tưởng là... Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Tại vì vẻ bề ngoài không nói lên được cái gì đâu. Chắc hẳn cô gái sáng nay vì quá xinh đẹp nên là anh nghĩ là người tốt à? Tôi đúng là không có mắt nhìn người. Tôi không ngờ cô là người tốt bụng và nghĩa hiệp như vậy. Tôi xin lỗi cô. Chào anh. Muốn tìm việc trong ngành giáo dục, hãy vào ngay tìmviec.com.vn.